Thân ái xin chào các bạn. Hôm nay Kiều Nguyễn Sài Gòn Audio giới thiệu với các anh em chúng ta một đôi loa đến từ nước Mỹ. Đó là đôi loa JBL, model của nó là LX55. Những cái dòng LX này thì cũng có khá là nhiều, 44, 55 rồi 66. Mình cũng có rất nhiều đôi đã ra đi rồi, bán hết rồi. Bây giờ còn có đôi 55 nè, mình giới thiệu với các bạn. Đôi loa LX55 này, một điều kỳ lạ là cái đôi LX66 thì đời lớn hơn là Bass 20, còn con này là đời nhỏ hơn Bass 25 nha. LX66 thì nó chỉ có 4 loa, còn con này 3 loa, nó hơn là 4 loa và nó to hơn. Đôi loa LX55 này có Bass 25 rất là đẹp luôn. Các bạn xem những cái màn trước đây. Cái màn của nó, cái nước zin của nó còn cái màu vàng vàng các bạn thấy đấy, rất đẹp. Vàng một mic 13 và một chép titanium, một chép titanium người ta để luôn trên này này, titanium đấy, JBL. Và đôi này thì có chiều rộng là 34,5, chiều sâu là 29 và chiều cao là 67. Đôi này còn khá khá là đẹp. Mình có một cái clip làm rồi, cái nội thất ở trong, cho nên cái hôm nay mình không có quay ở trong này. Các bạn xem phía sau của nó có lò hơi phía sau đấy, và đây là e-can của nó. E-can của nó cũng zin 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 đét luôn đấy, có tem tem nhãn đầy đủ, còn bụi luôn này, mình chưa dọn bụi luôn đấy. Và khung nó là khung nhựa cho nên mình vệ sinh cũng cũng dễ dàng. Các bạn sẵn sàng đổ xà bông vào giặt giũ không có sao nha. Ngoài những cái khung gỗ thì mình không chơi với nước được, chứ khung này thì chơi vô tư nha. Mình xem luôn chiếc bên này còn đại cái căng này, loa đẹp keng, loa phải nó là đẹp, rất đẹp luôn, nhưng phải là đẹp. Và mình lấy cái lưới này ra, cái lưới bên này cũng vậy thôi, cũng đầy đủ tem nhãn đầy đủ. Cái màu lưới zin của nó là cái màu 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 tím than này, cũng còn nguyên bản nguyên vẹn luôn đấy đấy. Và các bạn theo dõi luôn, cái về phía trước cái loa LX55 hay là 66 nó đều có một miếng mút này này, miếng mút này có khá là tác dụng đấy, nó làm âm thanh nó đều hơn. Cái titanium một mid và một bass 25. Đôi này thì chơi nhạc rất hay, chơi nhạc cực kỳ hay. Còn mấy bạn hát karaoke thì đôi này thì đừng hát đi, hát nó cũng hay nhưng mà nó dễ bị đứt chép lắm, chép titanium nha. Có nhiều anh bạn thì nói là hát được, cái theo mình là mình theo ý của mình thôi, chẳng đúng chẳng sai chỗ này. Nghe là mình hát karaoke thì chơi những cái đôi lobo bốt, ví dụ như đôi lobo trên kia đấy, là 301 CD 4 hoặc 301 CD 5 CD 3 ví dụ vậy, hay những đôi mà có cái chép đôm biết đôm nha, còn chép nó chép titanium. Vâng, và hôm nay thì mà Quý Nguyễn lại ghép với một chiếc âm ly đờn ống 2004 là mã 2004 là mã. Con này thì đẹp đẹp keng luôn, các bạn thấy này, bụi mà chưa trừ luôn, để bụi đẹp keng, không có chày phía trước nào cả nha. Các bạn xem chăm chút phía trước rồi phía sau, phía phía mặt của nó này, trái qua cái phải chứ quên. Và rồi xem luôn nội thất nó này, rất đẹp các bạn. Đây, những cái tủ này mà nó còn được cái bụi phấn này là chứng tỏ là con này còn rất mới à, các bạn nên nhớ vậy. Đây, cái bo 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 này là cái bo xử lý tín hiệu đầu vào, có những cổng cổng này. Đấy, cổng vào và cái bo công suất, rồi hai tăng phô, hai cái tủ khá là lớn. Đời năm 2004 là mã thì mình không cần nói nhiều, mình bán rất nhiều con này. Các bạn xem tiếp cái bo phía bên này là bo bre, à, bo công suất đấy, rất đẹp. Những cái kẹo mà xanh xanh mà còn xám xám này là các bạn biết là con này còn khá là mới đấy. Những con ốc này nó mới toanh này, những ốc vít nó rất là mới nha. Vâng, và bây giờ xin mời các bạn cùng nghe một ca khúc nghe qua để sơ khởi, các bạn để tai nghe vào để đánh giá được chất âm của cái giữa đờn ông và loa JBL. Đờn ống của JBL thì nó rất hợp, nó hợp lắm. Bây giờ xin mời các bạn.
rất hay. JBL RX55 này giá ra đi của nó là 11.500.000 và chiếc lên từ năm 2004 là mã là 20 triệu. Anh xa em nghe câu dân ca, giận mà thương sao mà giá diện, ôi câu ca nặng tình nặng, có lúc nào em giận
Vâng, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những clip lần sau.